theo khảo sát 200 người thì trong một bữa cơm gia đình, vợ chồng thường nói về vấn đề gì nhiều nhất? Lương tháng này đâu rồi? Tiền hôm qua đi diễn đâu? Tiền hôm nay em đưa cho anh ăn sáng uống cà phê còn hay không? Người ta thường nói trời đánh tránh bữa ăn. Nhưng mà thật sự vợ em hay hỏi tiền vào lúc ăn lắm anh ạ. Đó, em nói vậy thì biết sao gia đình không đúng. Không phải, nhưng em nói thật luôn, cái bữa cơm nó đại diện cho cái kinh tế gia đình một phần luôn ấy. Có kinh tế thì mới được ăn ngon, kinh tế bữa ăn mới được đầm ấm. Từ khi cưới vợ tới ngày hôm nay em cảm giác em không còn ngửi được mùi tiền nữa anh ạ. Không phải vì mình bị mất mùi hay mất vị giác gì đâu, nhưng mà thậm chí có những hôm đi quay về thì bên phim đưa tiền vào phong bì, thì em quay em mệt quá mà em nhiều khi em để phong bì ở trên xe ô tô, thì ngày hôm sau thì mới đưa cho vợ, thì ngày hôm sau ra tìm thì vợ đã lấy từ lúc nào rồi anh ạ. Ủa em đang kể chuyện gia đình anh đó hả? Không, gia đình anh. Ủa, gia đình anh cũng vậy luôn hả?